Phải làm gì khi bạn gái đòi chia tay? Đâu là cách hiệu quả nhất? Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Người ta thường nói, con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời này. Trong tình yêu, con gái giận đòi chia tay là chuyện thường xuyên xảy ra khiến cho các chàng trai cảm thấy lo lắng và khó chịu. Phải làm gì khi bạn gái đòi chia tay? Đâu là cách hiệu quả nhất? Hãy theo dõi bài viết này để tìm ra cách tốt nhất dành cho riêng mình ngay hôm nay. Hãy thử tâm sự với cô ấy một cách nghiêm túc. Bạn gái đòi chia tay là điều mà chàng trai nào cũng có thể mắc phải, không chỉ một lần mà có thể là nhiều lần. Làm gì khi người yêu giận đòi chia tay? Đây là câu hỏi được nhiều chàng trai đặt ra. Dưới đây là cách đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả giúp bạn có thể níu kéo người yêu nhanh chóng. Khi bạn gái đòi chia tay, bạn không nên quá buồn chán mà im lặng. Thay vào đó, hãy thử tâm sự một cách nghiêm túc với cô ấy về vấn đề này. Bởi khi nóng giận, chuyện chia tay có thể bị cô ấy nói ra một cách dễ dàng. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, nói chuyện rõ ràng thì có thể mọi chuyện sẽ thay đổi. Nói gì khi bạn gái đòi chia tay? Nếu bạn gái giận đòi chia tay, hãy tâm sự với cô ấy. Nói về những lý do tại sao hai người lại bắt đầu mối quan hệ này. Thêm nữa, hãy nói với cô ấy về những kỷ niệm, những chuyện mà cả hai đã cùng nhau trải qua, để từ đó cho thấy chuyện chia tay là không xứng đáng và không nên diễn ra. Khi tâm sự với người yêu, hãy dùng ánh mắt truyền cảm nhất, chân thành nhất để nói chuyện. Bởi con gái khi yêu luôn cần sự thật thà, họ ghét nhất sự giả dối và lừa gạt. Đừng bao giờ nói dối cô ấy sẽ nhận ra ngay lập tức. Mối quan hệ của hai người có thể dừng lại ngay lập tức. Thử mua tặng món đồ mà cô ấy thích. Khi con gái đòi chia tay đôi khi chỉ là sự tức giận vu vơ, số đông con gái đều yêu thích mua sắm đồ đạc. Vì thế nếu cô ấy giận dỗi về những chuyện không đâu, hãy mua tặng cô ấy một món đồ mà cô ấy yêu thích. Có thể bạn sẽ xoay chuyển tình thế dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, của cho không bằng cách cho. Nếu như bạn và cô ấy đang giận nhau, bạn đừng làm điều gì khiến cho cô ấy mất lòng. Đặc biệt, nếu bạn mua đồ tặng cho cô ấy, đừng tỏ thái độ hờ hững. Thay vào đó, hãy dồn hết tấm chân tình mà dành tặng cho cô ấy bằng cả lòng yêu thương. Thêm một điều nữa cần quan tâm, đó là hãy mua món đồ mà cô ấy thích. Đừng tự chọn mua đồ đạt theo ý mình. Lý do là bởi gu thẩm mỹ của bạn không phải lúc nào cũng đúng với gu của nàng. Có khi bạn mua phải món đồ mà nàng không thích sẽ khiến bạn gái giận dỗi đòi chia tay ngay lập tức. Tìm cách sửa chữa sai lầm của mình. Khi bạn gái đòi chia tay nhiều lần đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn mắc phải sai lầm nào đó. Nếu bạn không biết làm gì khi bạn gái giận đòi chia tay, cách tốt nhất hãy nhìn nhận lại mối quan hệ của chính mình. Điều quan trọng là bạn cần phải tìm ra được những sai lầm mà mình đã mắc phải khiến cho bạn gái liên tục đòi chia tay. Tốt nhất hãy tự khắc phục những sai lầm mà mình đã gây ra. Hãy sửa chữa sai lầm của mình. Trước khi hỏi bạn gái mình lý do bạn gái đòi chia tay vì không hợp, hãy nhìn nhận lại những hành động của mình trước đó. Từ đó khắc phục hết những sai lầm của mình. Trong trường hợp bạn không thể biết mình đã sai ở đâu, bạn có thể đến hỏi cô ấy, nhưng hãy hỏi một cách nhẹ nhàng nhất và tránh làm cho cô ấy giận. Nếu cô ấy nhất quyết chia tay, hãy tạo nên sự tiếc nuối. Bạn gái đòi chia tay phải làm sao? Nhiều chàng trai đã tìm mọi cách để khiến cho cô gái của mình quay lại. Nếu con gái đòi chia tay một cách quyết liệt, tốt nhất hãy tạo nên cho cô ấy sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một chàng trai như bạn. Đặc biệt trong trường hợp cô ấy muốn tìm đến với người mới, bạn lại càng cần phải thể hiện điều này. Đây là cách để cô ấy nhận ra giá trị thật của con người bạn. Làm bùa yêu ở chỗ thầy Bá Vi. Cách cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến cho bạn khi bạn gái giận đòi chia tay chính là đến gặp thầy Bá Vi và nhờ thầy tư vấn cách níu kéo khi bạn gái đòi chia tay và những cách làm bùa yêu đơn giản và hiệu quả. Thầy Bá Vi sẽ mang đến loại bùa yêu tốt nhất để giữ cho cô ấy quay trở về bên bạn mà không phạm phải điều gì liên quan đến tâm linh. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nhớ thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé.
với thầy Bá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335, kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. Bốn, liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.